Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Geely đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV chạy xăng Binzue Super Power Edition. Sự kiện ra mắt dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7, tới đây với mức giá ước tính khoảng 210 triệu. Từ khi được ra mắt lần đầu vào năm 2018, Geely Binzue đã ghi nhận gần 890.000 chiếc bán ra trên toàn cầu, theo số liệu từ Geely. Mẫu xe này được xây dựng trên nền tảng kiến trúc B-Segment Le Architecture của Geely được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ. Về kích thước, phiên bản hiện hành có thông số chiều dài rộng cao lần lượt là 4.330mm, 1.800mm, 1.609mm, chiều dài cơ sở đạt 2.600mm. Tuy nhiên, các thông số kích thước của phiên bản mới vẫn chưa được công bố. Ở ngoại thất, Binzue Super Power Edition giữ nguyên thiết kế so với mẫu hiện đang được bán phần đầu xe được thiết kế theo ngôn ngữ Super Power Storm với các lưới tản nhiệt xếp lớp, một lưới nhỏ ở trên và một lưới hình thang lớn ở dưới. Xe sử dụng la răng hợp kim nhôm đa chấu màu bạc 17 in. Phần đuôi xe nổi bật với cánh gió lỗ trên nóc và ống xả ẩn. Đèn hậu dạng xuyên suốt được nối liền bởi một thanh trang trí màu đen có khắc logo Gili bằng tiếng Anh. Bước vào bên trong, khoang lái của Binzue Super Power Edition mang phong cách cổ điển với tông màu đen và xám kết hợp với ghế ngồi bọc da đen, vô lăng đa chức năng bọc da 4 chấu, màn hình điều khiển trung tâm 8 in và bảng đồng hồ điện tử. Dưới màn hình điều khiển trung tâm là cửa gió điều hòa và các núm điều khiển. Trên bệ trung tâm là cần gạt nước kiểu du thuyền, nhiều nút bấm vật lý và giá để ly. Dưới nắp capo, Binzu Super Power Edition sẽ được trang bị động cơ phun trực tiếp, mới 1.5 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mô phỏng 8 cấp động cơ này có công suất tối đa 126 mã lực và mô men xoắn cực đại 152 Newton Mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít 9 cho 100 km. Để so sánh, phiên bản hiện tại được trang bị động cơ 1.5 kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 7.6 giây, và mức nhiên liệu tiêu thụ là 6 lít 3 cho 100 km. Gần đây, Binzue Super Power Edition đã được phát hiện tại một đại lý ở Trung Quốc, cho thấy ngày ra mắt đã không còn xa. Mẫu SUV này hứa hẹn sẽ mang lại thêm một lựa chọn mới cho người tiêu dùng yêu thích dòng xe SUV cỡ nhỏ, với công nghệ tiên tiến và thiết kế ấn tượng. Được thành lập vào năm 2016, Lynk Co là một thương hiệu ô tô toàn cầu, là liên doanh giữa tập đoàn ô tô Geely và tập đoàn ô tô Volvo. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Lynk Co đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 mẫu xe: Lynk Co 01, 03, 05 và 09. Greenlink Automotives là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng xe Linkor tại Việt Nam.